Thuốc đâu? Thuốc đâu? Đưa cho tôi mau lên. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Tôi cần thuốc nè. Không có thuốc là tôi chết mất, anh biết không? Không có thuốc, tôi đi mua đây. Bình tĩnh đi. Mau đưa đây cho tôi đi. Đưa đây liền đi. Em cố gắng chịu đựng đi. Anh sẽ giúp em mà. Không. Không, tôi đi mua đây. Bình tĩnh đi, đủ rồi. Đợi chút đi. Đưa cho tôi nhanh lên đi. Nhanh đi, theo đây. Cái gì vậy? Tôi chỉ cần thuốc thôi, tôi không cần loại đó đâu. Anh không có loại hút sao? Cái này mạnh hơn. Bây giờ có dùng không? Thôi được rồi, anh chết đi. Nhanh lên, tôi sắp chịu hết nổi rồi đó. Dạ anh về. Hay là để anh đưa em vô nhà nha. Thôi anh về đi, má em mà biết em có bồ á là đánh em chết đó. Anh về đi nha. Ừ. Bye anh. Bye em. Anh đi về đi. Anh biết rồi, anh về nha. Anh về đi.
Hôi quá má ơi, con không chịu nổi cái mùi này nữa đâu. Con không muốn má vất vả nữa, má xin nghỉ việc đi, con dư sức nuôi má mà. Con thấy hôi vì mùi nước hoa ở trên người con hòa lẫn với mùi rác ở trên người của má chứ gì. Con đừng quên, chính cái nghề này đã nuôi hai má con mình mấy chục năm nay, cho con được đi học đàng hoàng đó. Má có biết là con rất xấu hổ với bạn bè vì cái nghề của má không? Hơn 10 năm con không dám cho bạn bè biết nhà, con không dám cho ai biết má làm cái nghề này. Má sai lầm rồi, cuộc sống bây giờ nó không giống như cái thế hệ trước của má đâu. Không ai tôn trọng cái nghề hạ đẳng lương thiện như má đâu. Họ biết mình nghèo, họ càng coi thường đó má. Má biết những việc mà con đang làm, những người đàn ông mà con đang quen, những đồng tiền mà con nhận từ họ mới là dơ bẩn, không sạch sẽ đó. Lan à, con hãy từ bỏ cách sống đó đi, má đủ sức nuôi con mà. Nghe lời má đi con. Con không ngu dại như má nghĩ đâu. Con sẽ quyết tâm làm giàu bằng mọi giá nhanh nhất. Má, con làm tất cả cũng vì má. Con thương má nhiều lắm. Con không quên được cái ngày ba bỏ hai má con mình khi con mới có 6 tuổi. Tất cả cũng chỉ vì mình nghèo. Anh, từ từ thôi. Em sợ con vợ già của anh lắm luôn á. Sao sợ? Tới nhà của anh rồi đó. Vô nhà anh chơi nha. Vô đây cưng. Con nhỏ này, vậy này còn ngủ nữa hả? Đi vô trong. Đi. Lại lên. Đi vô. Qua đây với anh. Đóng cửa đi cưng. À. Từ từ mà cưng. Ngủ không chịu ngủ, đứng đây coi cái gì hả? Mày khóc cái gì? Nín. Mày giống con gái mẹ mày á, khóc hoài, khóc có ra tiền không hả? Đi vô, đi, cắm bút ra đi vô. Xin lỗi, tôi quên. Dạ. À, sao lại bóp tay vậy chú? À, chú quên. Chú dùng nữa, xin lỗi. Dạ, cho con thêm miếng ớt đi chú. À, có liền. Dạ, bao nhiêu tiền vậy chú? Thường ngày con mua bao nhiêu thì đưa chú nhiêu.
Ủa chú bán bánh mì mà, sao con biết được? Lần đầu chú mới bán. À, dạ 10.000 nha chú. Con gửi chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Dạ. Em tỉnh rồi hả? Tội nghiệp cho em quá. Nhưng tại sao em lại dính vào ma túy? Nó tàn phá thể xác rất là ghê gớm, em có biết không? Khi bế tắc tận cùng, em nghĩ ma túy sẽ là cứu cánh. Em đã sai lầm rất trầm trọng. Khi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Anh sẽ giúp em từ bỏ ma túy. Vẫn chưa có muộn đâu. Nếu như em có nghị lực mạnh mẽ, bản thân anh cũng đã từng tự cai nghiện thành công. Và anh sẽ giúp cho em thoát khỏi chốn này, để làm lại cuộc đời. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em chỉ là gái làm tiền, đâu đáng để anh quan tâm đâu. Bởi vì anh thích em. Anh thích em? Thật sao? Và số phận của anh và em hiện nay đang liên quan với nhau. Anh muốn cho em biết một bí mật thật là khủng khiếp. Mà chuyện gì vậy anh? Hiện tại công an đang lần theo đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Em đã bị bọn chúng lợi dụng trong những lần vận chuyển trước đây mà em không hề hay biết. Mỗi lần em đi khách, em cũng hay giao hàng cho khách, đúng không? Thì đúng là em có làm như vậy. Nhưng đó chỉ là dạng kích thích thôi mà anh. Tất cả đều là ma túy hết. Mà sao anh biết được điều này vậy? Mà anh biết rất nhiều thứ. Có phải anh là công an không? Đúng rồi, chắc anh là công an rồi, đúng không? Em bình tĩnh đi. Cái gì mà công an? Anh biết được là vì chính anh cũng là một mắt xích trong đường dây ma túy đó. Vì biết anh có ý định hoàn lương nên bọn chúng đã lên kế hoạch. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ thủ tiêu anh. Bởi vậy chỉ có em mới cứu được mạng sống của anh, cứu mạng sống của cả hai chúng ta. Nhưng mà thân em còn lo chưa xong thì em cứu được ai hả anh? Trong đường dây buôn bán ma túy lớn này có một công an được cài vào làm nội gián. Sớm muộn gì em với anh cũng sẽ bị công an đó phát hiện. Chưa kịp hoàn lương thì đã bị bắt rồi. Và chắc chắn anh và em sẽ dựa cột, nhẹ nhất cũng là chung thân. Chính vì vậy anh cần em giúp sức, cùng nhau vạch mặt tên cơm đó.
để bọn mafia xử tên cớm này, rồi sau đó mình tính tiếp. Em làm gì tiếp xúc hắn được mà vạch mặt? Em là người của Hưng Gà đúng không? Trọng chỉ là người quản lý show diễn thời trang do Hưng Gà ấn định. Mà sao anh biết chuyện này? Em đừng có sợ Hưng Gà. Hưng Gà làm ăn chung với đại ca của anh mà. Thì ra là vậy. Sao anh không trực tiếp làm mà nhờ em làm gì? Vì anh cũng đang bị nghi ngờ là công an, cho nên bây giờ tiếng nói của anh không có giá trị. Hơn nữa, phải có bằng chứng thì mọi người mới tin chứ. Vậy ai là người mà anh biết là cướp? Mà người đó là ai? Rồi em sẽ được biết. Em cứ làm theo mọi kế hoạch của anh là được. Nếu thành công, chúng ta sẽ hết sợ bị cướp bắt. Mạng sống của mình sẽ được an toàn. Lúc đó bọn họ sẽ tin tưởng mình. Anh và em đánh một phi vụ kiếm một mớ tiền. Khi có cơ hội, mình sẽ tìm cách thoát thân và làm lại cuộc đời. Anh tin là với sắc đẹp của em sẽ dễ dàng tiếp cận được hắn, và để không bị lệ thuộc vào ma túy nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ cai nghiện tại nhà cho em. Em cảm ơn anh. Nghe anh nói em cũng rất sợ hãi. Có được tiền mình sẽ rút nha anh. Cô Trúc, khuya rồi sao cô chưa ngủ? Em đang học bài, tự nhiên thấy đói bụng quá à. Chị mua giùm em tô hủ tiếu hay ổ bánh mì gì nha. Dạ, để tôi đi mua. À, chú. Hả? Bán ổ bánh mì đi chú. Lấy ổ đặc biệt á chú. À. Bỏ trứng ốp la nè, chả nè, ba tê vô luôn. Cô đợi chút nghe. Cô chủ tôi đói dữ lắm. À, cô Trúc, chị làm gì mà lâu vậy? Ổ đặc biệt mà. Thầy. À, nhà em ở đây hả? À, thầy bán bánh mì kiếm thêm chút đỉnh để mà lo viện phí cho con gái của thầy. Mời thầy vô nhà em ngồi chơi. À, cảm ơn em. Thầy còn phải bán nữa, về sớm lo cho con gái thầy nữa. Em chờ chút xíu nghe, thầy làm sắp xong rồi. Chị giữ chân thầy giúp em nha. À. Chú ơi,
chiên chín chín nha. Cô chủ tôi thích ăn vậy. Tôi biết rồi. Làm chậm chậm chờ chín nha chú. Chiên sống cổ ăn không có được. Tôi gửi cho chú. Thầy, em có một chút ít tiền, thầy nhận để lo cho con gái thầy nha. Thầy cảm ơn tấm lòng của em dành cho thầy, nhưng mà thầy tự lo cho bản thân của mình và gia đình thầy được rồi. Thầy chỉ lấy tiền ổ bánh mì 15.000 thôi. Nếu mà em quý thầy chỉ cần học tốt môn văn là được rồi, là thầy vui lắm rồi. Ăn đi, bánh mì ở Pla ăn nóng mới ngon. Em cầm đi. Chú ơi, cho tôi gửi tiền nè chú. Cảm ơn. Dạ. Em vô nhà đi, thầy đi bán nghe. Thầy đi nghe. Mở cửa lẻ lên đi. Chuyện gì vậy? Có người theo dõi ta. Là ông không? Chuyện gì vậy? Bộ thằng đó theo dõi đánh ghen mày hả? Trời ơi, tao có làm gì đâu mà đánh ghen. Hay mình đã làm gì khiến người ta thủ tiêu mình ta? Cái gì? Mày làm gì mà người ta thủ tiêu mày? Tao có làm gì đâu. Chắc là người ta hiểu lầm thôi. À, mày nè, mày không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết nha. Nhất là má Hương. Má mà biết không cho tao đi khách nữa là tao đói luôn đó. Ê, hay tao với mày báo công an đi, để người ta còn bảo vệ mình chứ. Mày có bị sao không vậy? Báo công an, mình làm cái ngành này sao báo được? Chẳng khác nào á
mình nói ông ơi tôi ở bụi này, báo công an thì mình chết sớm hơn đó. Trời ơi, tao không hiểu gì hết trơn á, rắc rối quá à. Ủa sao có một mình mày ở nhà vậy? Anh Trọng với tụi nó đâu rồi? Đi ăn với khách hết rồi, tao mới về. Anh Trọng có gọi nhưng mà tao mệt quá không có ra. Vậy mà ông Trọng kêu tao qua có chuyện gấp, nói là có khách đang chờ. Nó quay lại rồi kìa mày. Giờ sao? Kêu mọi người về nhé. Dạ chào anh chị. Anh chị cứ để xe ở đó, chút nữa bảo vệ sẽ dẫn vô. Ok. Dạ mời anh chị vô. À, mình vô đi em. Dạ. Dạ mời anh chị. À, cảm ơn. Mời anh chị. Ừ. Cảm ơn em. Dạ. Em ơi, em mời anh chị chọn món ạ. À, thôi em thích ăn gì á em cứ gọi đi, thoải mái. Thôi anh gọi đi. Cũng được. À, em ghi giùm anh nha. Dạ. Cho anh một phần cánh gà chiên nước mắm, một phần tôm cuộn khoai tây, với lại thêm một cái chả giò tứ xuyên nữa. Lan ơi, nếu như mà anh gọi món nào mà em không thích á, em cứ nói nha. Còn em muốn ăn thêm món gì á, em cứ gọi thêm đi. Thôi đừng có gọi nữa, nhiều lắm rồi. Vậy thì bây giờ em muốn uống gì? Em uống nước cam. Em uống nước cam ha. Dạ. Em ơi, order cho anh thêm một ly nước cam với lại một lon bia nữa. Cảm ơn dạ, em. Dạ, anh chị đợi chút ạ. Ừ. Lan, hôm nay anh nghe nói là trường em làm lễ đón nhận danh hiệu, có đúng không? Chắc là vui lắm phải không? Vui lắm anh. Ủa mà sao anh biết? Tại vì thằng Quý, bạn anh, ba của nó là hiệu trưởng trường em đó. Vậy hả? Ừ. Tới lâu chưa? Dạ, chào đại ca. Đại ca hẹn em gấp như vậy, chắc là có chuyện quan trọng hả đại ca? Mày làm việc tốt lắm. Cầm tiền, đủ con bộ của mày đi biển chơi vài ngày đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Có gì tao sẽ liên lạc sau. Làm với đại ca phi vụ này em thấy ngộ ngộ làm sao á. Ủa sao kỳ vậy đại ca? Theo dõi mà để cho người ta biết mình theo dõi, làm sao có kết quả đại ca? Vậy mày theo dõi mấy ngày nay mày không hiểu hả? Dạ không. Sao mày ngu quá vậy? Tao muốn khủng bố tinh thần của nó, mục đích là để cho đối tượng sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp bị thanh toán. Ai vậy đại ca? Chắc là bằng đảng nào muốn qua mặt đại ca phải không? Bằng đảng nào? Mấy hôm nay mày theo dõi mỹ nhân mà mày không biết gì hết hả? Rất đơn giản, tao muốn sử dụng kế anh hùng cứu mỹ nhân. À, em hiểu rồi. Công nhận là mỹ nhân thiệt. Đó là người mẫu mà. Đúng là người mẫu đẹp giả mang. Giá mà là của em á thì biến nhanh đi, tao đá mày bể mặt bây giờ. Biến. Thôi, cảm ơn đại ca. Chào đại ca. Dạ, em gửi. Em cứ giữ đó đi, khỏi phải thối anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Ừ.
Ừ, đợi anh xíu nha. Cổ quay, cổ quay, cổ quay. Ủa, ai gọi mà sao anh không nghe máy? Không có gì đâu em, số lạ thôi à. Bây giờ mình đi mua sắm đi, ha? Mà mình đi mua sắm ở đâu anh? Đi theo anh đi, rồi em sẽ biết. Dạ. Đi em. Tại sao anh không nghe máy của mình chứ? Lan, em thích nhẫn đúng không? Dạ. Nếu như mà em thích nhẫn á, mình qua quầy bên kia đi, bên kia có bán nhiều nhẫn đẹp lắm nữa. Thiệt hả anh? Thiệt, đi. Đây dây chuyền tụi em có rất là nhiều kiểu, anh chị thích kiểu nào mình có thoải mái lựa chọn nha. Wow, cái này đẹp quá à. Wow, đẹp thiệt. Đây nè anh, chiếc này nè, lấy giùm em chiếc này đi chị. Dạ. Dạ đây ạ. Em cứ lựa thoải mái đi, em thích cái gì á thì mình lấy cái đó, em đừng có lo. Anh mua tặng em thiệt hả? Ừ, đương nhiên rồi, anh mua tặng em mà. Em cứ lựa đi. Cảm ơn anh nha. Đẹp không? Rất đẹp. Đẹp lắm đó chị. Đẹp quá. Anh thấy đẹp lắm. Anh mua chiếc này cho em nha. Ok em. Dạ, anh chị đợi em xíu. Làm ơn. Không có gì đâu. Nè cậu, có thùng rác đàng hoàng sao cậu không bỏ vô quăng bừa vậy? Xin lỗi nha. Cầm tiền, mua khăn giấy rồi mặc đi. Rồi tới rồi lui cũng chỉ cần tiền thôi chứ gì. Nè cậu, đẹp không? Wow, đẹp, rất là đẹp luôn. Đúng là em mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Vậy lấy cái nào bây giờ ta? Lấy cái nào cũng được mà. Vậy chị gói cho em hai cái luôn nha. Dạ. Hả? Hai cái luôn hả? Sao anh? Đâu có. Hai cái thì hai cái. Em có hai cái. Cảm cho anh. Cảm ơn anh nha. Có gì dạ. Đâu. Dạ anh chị đợi chút. Gói liền cho anh đi em.
Sao giờ này bà chủ chưa ăn cơm nữa? Đồ ăn nguội hết rồi. Tôi đợi hai cha con về ăn chung cho vui. Chị cứ đi làm việc của chị đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Dạ. Dừng ở đây đi. Em sao vậy? Cứ để anh đưa em vô nhà đâu có sao đâu. Thôi, để em ở đây được rồi. Em tự vô được mà. Với lại đường xóm nhà em á, vừa khó đi, lại vừa dơ nữa. Ừ thì cũng được. Anh. Hả? Anh nhắm mắt lại đi. Em có quà muốn tặng anh. Ừ, quà gì mà phải nhắm mắt lại? Thì nhắm mắt lại đi. Ờ. Ừ. À. Nhắm mắt rồi nè. À. Quà của anh đó. Chỉ vậy thôi hả? Anh thích không? Đương nhiên là anh thích rồi. Thôi, anh về cẩn thận nha. Em vô nha. Đây đúng là món quà đặc biệt mà em dành cho anh đó. Em ngủ ngon nha. Ừ. Bye bye em. Thôi, con Lan nó còn cần nhiều thứ lắm. Mình phải tiết kiệm để lo cho con. Ê mày, tự nhiên hôm nay có tao với mày nhậu chán dữ vậy? Tụi nó đâu hết trơn rồi. Thằng Nam á, nó phê thuốc hồi chiều. Hồi nãy á, tao ghé nhà nó, hình như nó bị sốc quá mày ơi. Tao kêu hoài nó không dậy. Vậy còn Long đâu? Thằng Long đi chơi với bồ nó rồi. Không biết giờ này nó về chưa nữa. Ê, gọi liền đi, gọi liền coi. Có nó nhậu mạnh miệng hơn. Gọi đi. Ôi, gọi đi gọi. Alo, tao nghe nè, có chuyện gì không? Tới quán tụi mình hay ngồi nhậu đi. Tao với thằng Quý đang ở đây nè. Mà có chuyện gì không? Tới quán đi nhậu hả? Buồn quá mày ơi. Qua đây đi, nhanh nha. Ok, đợi xíu, tao chạy qua liền. Nó nói sao, qua không? Mày nghĩ sao nó không qua vậy? Qua liền giờ đó. Con của đại gia có khác mà. Kêu thêm mồi đi, vô. Vô. Má. Ủa, ở đâu mà con có nhiều nữ trang với lại nhiều quần áo đẹp quá vậy nè? Của người yêu con tặng đó má. Má thấy đẹp không? Trời ơi, sao con nhận của người ta nhiều đồ quý giá dữ vậy? Thì người yêu con tặng thì con phải nhận chứ má. Với lại những thứ này á, có khi cả đời con cũng không mua được đâu má. Má thích đeo không? Má lấy đeo đi. Trời ơi, thôi đi. Má làm lao công mà, đeo mấy thứ này làm gì chứ. Nhưng mà con phải lo học chứ. Sao bữa nào cũng đi chơi về khuya hết vậy? Con còn trẻ, việc học tập là quan trọng nhất mà. Má, có gì đâu. Thì con vẫn học tốt đó thôi. Con là học sinh xuất sắc của trường mà má. À, sáng nay con còn được phóng viên phỏng vấn nữa đó. Má biết, nhưng con là con gái, làm gì cũng phải cẩn thận một chút chứ. Đi về khuya như vậy hoài, rủi có gì xảy ra thì sao?
Má, con cũng lớn rồi mà. Với lại, người yêu con cũng đưa đón tận nhà mà má lo gì. Người yêu con chắc gì đã tốt. Cho con nhiều quần áo nữ trang vậy, đâu có nghĩa là người tốt đâu con. Người yêu con thì con biết mà. Thôi, chuyện của con cứ để con lo. Bây giờ con đi ngủ trước nha má. Má ngủ ngon nha. Ờ, đi ngủ đi, mai còn đi học. Dạ. Bà chủ ông và thằng Long về rồi hả? Dạ, cậu Long và ông chủ chưa có về. Ngày nào bà cũng chờ như vậy hết. Sẽ bệnh đó bà ơi. Tôi không sao đâu. Thôi chị đi nghỉ trước đi. Như nãy giờ anh em mình thỏa thuận, nếu các anh chịu ký hoàn công, đổi lại, các anh sẽ được thưởng mỗi người 500 triệu. Chỉ 6 tiếng làm ăn uy tín thôi, cho nên anh em mình mới làm ăn lâu dài. Có tiền là có uy tín sẽ tạo ra tiền. Nhớ, vô. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Em, dạ. Kêu mấy em vô phục vụ bạn anh đi. Dạ, ok anh. Ở đây á, mấy em phục vụ rất là tốt. Các anh cứ thoải mái nha. Vô đi mấy cưng. Tự dạ. Nhiên đi. Hả? Mấy cưng nhớ phục vụ cho mấy anh tốt nha hôn. Dạ. Dễ thương quá. Dạ. Anh yêu nha. Còn hết buổi nha. Nhớ anh quá à. Dạ. Ăn miếng gà nha. Anh góp cho anh nha. Rồi, ngoan lắm. Uống với anh. Ăn đi mày, cười gì hoài vậy? Ăn đi, ăn đi. Vô, vô, vô. Có gì đâu. Mày khùng quá mày. Nhậu húng nhậu ngồi cười hoài vậy? Hôm nay nãy bị sao tao ơi? Không có gì hết đó. Trời ơi, cứ ăn uống thoải mái đi. Tụi mày muốn ăn gì nữa không? Gọi thêm đi. Hôm nay tao mời, hôm nay tao mời. Yên tâm đi, tao mời, tao mời. Nè, nè, vô vô. Yeah, tao nói rồi, rủ Long đi là được mà.
người. Mày ơi mày, ra ngoài đi. Con này không phải hàng chùa mà muốn gì cũng được. Ba lành đã cấm anh không được về đây. Đồ phản bội. Em nghe anh nói nè, anh không hề phản bội. Anh không chỉ công an bắt hùng sổi. Anh bị công an gài, bọn chúng gài nội gián để nội bộ mình lũng củng. Chúng muốn chia rẽ chúng ta. Là sao? Ai cũng nói là chính anh đã tố cáo công an bắt hùng sói khi đang mua heroin để giành ghế đại ca đó. Anh bị oan, em phải tin anh. Hương à, em phải tin anh. Hàng đâu? Anh không biết nó là nội gián, nhưng bây giờ anh đã tìm ra bằng chứng để chứng minh anh trong sạch. Vì sao anh không nói chuyện này với anh Ba Lành?
Ba Lành không tin anh. Con sai người cắt đứt mấy ngón tay của anh để cảnh cáo, thì làm sao anh dám lộ diện? Anh nghe bọn nó nói bây giờ muốn gặp anh Ba Lành thì phải thông qua em và Hùng Sói. Vì bằng chứng đâu? Khi gặp anh Ba Lành anh sẽ đưa ra. Chứ nếu lỡ bị bọn cớm phát hiện, chúng sẽ không tha cho anh và em đâu. Anh có bằng chứng thật chứ? Ừ. Anh đang để bằng chứng ở một nơi rất an toàn. Sáng mai em cố gắng giúp anh để gặp anh Ba Lành. Em tưởng anh phản bội nên không muốn liên lạc. Xin lỗi anh nha. Anh biết mà cưng. Anh biết em cũng sợ bị liên lụy đúng không? Thằng hồi nãy là bộ mới của em hả? Mày vô đây. Anh Hải. Nãy giờ đứng ngoài cửa, mày nghe hết rồi phải không? Anh, tha cho nó đi anh. Nó biết hết bí mật của chúng ta rồi, làm sao anh tha? Anh à, anh thả cho nó đi mà. Đi đi. Thôi, thả cho nó đi anh. Anh, thả cho nó đi, cũng như là tha cho em nha. Bà chủ ơi, bà chủ. Hả? Ông chủ về rồi kìa. Ta không sai, ta không bao giờ sai, không bao giờ sai. Uống rượu phải có đàn bà, nó say là nhà, là bà nhà la đó. Uống cái gì mà say quá vậy không biết nữa à? Đưa đây. Say đâu? Coi chừng té nè. Cẩn thận nha. Bước cẩn thận nè. Đó. Rồi quẹo trái nè.